Thưa quý vị và các bạn, quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những biểu tượng văn hóa tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và để ổn định cho công tác quản lý của di tích này, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xin chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám để có cơ sở bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản vật thể, phi vật thể và có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong khu di tích, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám. Kinh phí thực hiện từ nguồn thu của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám. Quần thể khu di tích có tổng diện tích hơn 54.000 m2, gồm ba khu vực chính là Nội tự, Hồ Văn và Vườn Giám.